Xin chào bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách trang trí một chiếc cốc giấy rất là đơn giản thành một đồ hành mây trang trí cho căn phòng của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng keo để chúng ta có thể dính vào những phần hình vẽ trên chiếc cốc để chúng ta có thể đính các sợi len này lên phía trên để làm cho chiếc cốc trông thật là đẹp mắt hơn, có thể trang trí. Bây giờ chúng ta sẽ đính phần keo lên phần phía trên của những hình ảnh. Thì chúng ta sẽ lột phần keo ra để chúng ta có thể dính phần len mà chúng ta đã chuẩn bị như thế này lên phía trên.